Đây các bạn, hôm nay mình lại tiếp tục đi cắm câu lên đây, nhưng mà hôm trước bị mất hết một số cành rồi, hôm nay còn 60 cành thôi. Mùi này là mùi câu cá lăng. Nó cá lăng mùi mùi sống nhẹ nó mới nhảy. Thằng hành cối thế. Ừ, thì hành con cọp cối. Không có nồi được hai nét. Chịu lam quả hai nét rồi. Được cái hũ lắm nha, rửa mình đi bầm một tuần đấy. Ừ, tôi dòng 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 sắp mưa mà chắc mưa mà để những cái tôi đi nhận định là mưa mà. Cắm nãy giờ là vừa hết cành luôn mọi người, trời thì đang mưa. Mưa nhưng cũng phải cắm thôi, phải cắm cho hết cành chứ. Trời đang mưa chút xíu chắc mưa lớn, hai anh em tối nay chắc bị mưa rồi. Còn một cành nữa là hết cành rồi. Chiều chiều mới đi kiểm tra một tí mà có một con này nè các bạn. Không biết mấy cành đằng kia còn không. Mới đi kiểm tra sơn vòng con này thì có chửi sao còn có bụng tôi. Đây nữa nữa các bạn. Cành này nó cũng có cá này các bạn này. Không biết to nhỏ. Ừ, nhỏ. Cũng nhỏ. Ừ, nhỏ. Chậu cánh dư. Không biết con này hồi thả lại. Đây thêm con nữa các bạn. Và đều chắc con này cũng nhỏ à, không có to lắm. Ô, khả dữ. Ô, được nè. Ô trời, kích thích quá trời luôn. Rồi thì mới đi thăm sơ lại. Rồi nó chích, bỏ xuống đất á. Rồi, ok. Không thì nhỏ nhỏ nhìn như lưu. Rồi, còn cành bên này con mồi. Cành này cũng con mồi luôn. Xíu tối đi thăm lại dòng. Đây các bạn, hai anh em ăn cơm xong bây giờ đi thăm câu, trời thì đang mưa. Mà áo mưa đi thăm. Trời ơi, nước về. Nước về mò rồi, không có cá rồi. Khổ quá. Mưa gió bão bùn. Đây các bạn, đây có một con này. Mà ủa con này to. Mà trời mưa, có thể là do trời mưa nha, video mình quay không có rõ được. Ấy, bổ. Trời mưa quá, mưa quá thì điện thoại nó cũng ướt luôn. Ngập chân hết rồi. Anh em ơi, ngập cần hết rồi, không có cá rồi. Rồi, được một con. Đây, có thêm một con nữa. Nhỏ. Ồ, nhỏ quá. Trời mưa này là thất bại rồi. Mưa quá, nước cứ về. Nước cứ về lớn. Hồi chiều ngắm cắm cái cần hỏng lên, bây giờ nó ngập luôn rồi. Mưa quá, nước về chắc là cá nó không có nhiều rồi. Không biết sao đây, còn mới thông được 15 cành và còn 50 cành nữa. Này, hồi chiều là mình cắm ở trên bờ nè. Bây giờ nó lút luôn cả cái cành câu rồi. Kiểu này là tối nay là không có ăn rồi, chết rồi. Tiêu rồi, tiêu rồi. Trời ơi, đi nãy giờ mà có một con nữa nè. Trời mưa nước nó về đục quá. Cá nó chậm ăn. Ngập từng câu luôn mà.
Đây đó, tổ không? Cá trắng. Ồ, cá trắng. Trắng này giờ bắt luôn cho đang chứ. Ồ, cá trắng bự bự. Trắng này thăm câu không biết có không biết thôi. Ôi nước về lớn quá, ngập hình câu hết. Con gì vậy? Thường thường bị sạn là bự bự lớn. Hôm nay còn vốn quấy luôn. Nung mà mới đẻ. Nhỏ nhỏ. Thảo đấy. Con nhìn cây một tấn lắm nhỉ. Ngày nay trồng ngọn đấy. Ờ. Đúng rồi, hành ven có ăn là tốt rồi, được ngập và đêm nhưng có ăn là tốt rồi. Một bé đây. Nhỏ á, đó nhỏ á. Ô, cả cái này nhỏ quá. Nhiều nhỏ. Đây còn con đây này. Hy vọng là cá to đây. Nhỏ hả? Chín. Chín hả? Ui. Chín đĩa. Ui, trắng đẹp chưa? Đang nó chụp hình được hả? Hả? Thấy á? Đó, khả cho thế. Được, có là được rồi. Cầm. Có là được rồi. Thì con băng lửa mấy con đấy chứ. Cho tay xuống gửi con cò đi cơ sĩ. Cầm. Mắc cái chi hả? Rồi thả. Được. Quay, con khả chưa? Qua hy vọng nhiều hơn. Thêm con nữa đấy. Nhỏ. Cái lẩu à? Cái lắng. Ừ, cái lắng. Được. Có mấy con nữa. Đấy, có là được rồi. Vượt vụn đấy chứ. Không, con đi con nhỏ, mỗi nhỏ. Con mấy kia mà to. Đây, thêm con nữa được ạ. Đây. Mấy nhỏ. Thì hôm nay em nói đó giờ lấy máy nó có đỡ hơn thế nữa.